để test cây sabuche các bạn. Chặt 6 mẫu phi hổ. Hôm nay mình test bật lửa rồi các bạn. Mình sẽ vừa đi vừa bắn nha các bạn. Ở một cái khoảng cách nó xa hơn ha. Rất là may mắn ha các bạn, rất là may mắn. Cây sabuche cây này nó có lỗi rồi các bạn, cái lỗi nó còn ít nè ha, cái lỗi nó chưa được nhiều lắm các bạn, đầu tròn phi hổ. Đây, rất là may mắn ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.